Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello, chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến channel của mình, Lý Biêu. Thì hôm trước mình cũng có làm một cái clip hướng dẫn sử dụng về phần 1 của máy ảnh Casio XC200. Thì đây là clip phần 2 nhé. À, mình sẽ nói về tiếp theo những cái vấn đề mà trong cái phần 1 mình chưa có giải thích thì trong cái phần hai này có rất là nhiều vấn đề hay ho trong cái máy ảnh này mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ không không có biết nếu mà không xem clip này thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cái phần hai về hướng dẫn sử dụng của máy ảnh Casio SC 200 thì trong cái clip thứ nhất ấy, mình đã giải thích các bạn bốn cái chức năng chụp ảnh là MS A và B này rồi thì bây giờ mình sẽ giải thích tiếp qua chế độ mà chữ B này nè chữ B này gọi là Premium Moto nha đây Premium Moto nó làm đây nè thì cái độ chế độ chữ B này là chế độ là auto dễ sử dụng nó sẽ ít chức năng hơn chế độ chữ B bên đây chế độ chữ B bên đây nó sẽ nhiều nhiều chức năng chế độ chữ B bên đây nó sẽ ít chức năng không phải là ít chức năng nhưng mà nó sẽ chuyển thành là auto thì nó sẽ áp dụng đối với các bạn nào không có thích chỉnh nhiều hoặc là không có am hiểu nhiều các bạn cứ để chữ B bên đây là chụp vẫn được nha trong cái clip thứ nhất cái mình khuyến khích là các bạn để chữ B màu trắng <laughs> thì trong cái clip này thì mình giải thích luôn là đối với các bạn không thích nữa các bạn có thể để qua chữ B màu xanh nó cứ tương tự như thế thôi đó là premium auto nha rồi mình sẽ chuyển qua đây chỉ uh, mình sẽ giải thích về chữ Art trước rồi chút xíu mình sẽ nói về chữ bs nha chữ Art này là chụp ảnh nghệ thuật ảnh nghệ thuật là một đại khái là những cái ảnh mang tính chất là ma mị nó ngộ nghĩnh nó độc lạ hơn đó thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ chữ Art đây nè mình bấm nút set nè thì nó sẽ có chữ set đây nha set đây và ở đây đó à, bên đây là giống như là level là cấp độ nha cấp độ của cái cái nghệ thuật của nó là chữ áp này đã khái là là nó tạo ra những hiệu ứng những cái cấp độ độc lạ thôi những cái gì đó ma mị độc lạ thì nó sẽ cho phép mình chỉnh đây là cấp độ 1 cấp độ 2 cho đến là qua đây là extra là mở rộng mở rộng kiểu một mở rộng kiểu hai thì các bạn nghiên cứu thêm các bạn tìm hiểu thêm ví dụ như đây mình xuống qua đây nè mình xuống chữ áp đây nè bấm nút đây thì đây nó sẽ có là cho mình khoảng là 11 12 cấp độ M 11 12 chế độ áp đầu tiên đây là áp sóc đây là HDR HDR chụp giải rộng chụp nơi ánh sáng ánh sáng mà nó có trừ trên đặt ánh sáng nhiều đó thì nếu như mình chọn HDR mình muốn mình muốn mà cái cấp độ của nó nhiều ít đó, thì mình chọn đây đó rất là hay ho luôn nha cơ bản là máy này là máy rất là mạnh mẽ đó rồi mình bấm vào đây là soi camera thì nó sẽ tạo cái viền đen như thế này mình bấm vào đây là shop focus là chụp ảnh nó sẽ shop hơn nó mịn hơn nó qua đây là một cái kiểu nữa nè qua đây là kiểu pop qua đây là kiểu sepia thì cái màu nó sẽ um, chuyển qua nâu đỏ qua đây là chụp ảnh nó chuyển qua màu trắng đen qua đây là mini archer gọi là hiệu ứng thu nhỏ qua đây là fish eye qua đây là sparky sparky là chụp giống như những cái này nó có tia sáng là tia chớp tia chớp này nè à. rồi qua đây là chụp crystal ha thì các bạn trải nghiệm thêm những cái những cái này nếu các bạn muốn tăng cường cái cấp độ đó thì các bạn có thể bấm đó, crystal là như thế này ha các bạn thấy không đọc lại ra đó à, mình muốn cấp độ này nó tăng giảm là bấm đây nè hả này cấp độ nhỏ nè mình thấy cái nền này nó thay đổi nè đúng không rồi bấm vào này cấp độ số 2. Nó khác không? Đó, rất là nhiều. Đây là những cái hiệu ứng rất là độc lạ luôn nha. Rồi đó là mấy vấn đề về uh, về art. tracking này nó sẽ chụp nhiều tấm. Ví dụ như mình chụp 3 tấm nó sẽ có một tấm đủ sáng, một tấm thiếu sáng, một tấm thừa sáng. Nó là như thế. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển về bên đây là chụp art mà có người. Art mà mà có cái hình người này nè, mình bấm nút ok nè, đó ở đây ở đây làm add bấm vô đây nha bấm vô đây thì nó sẽ cho phép mình chỉnh đây nè thì đây là selfie ad selfie add tức là chụp selfie là chụp chụp giống như chụp chân dung mình hoặc là mình tự mình chụp đó mình tự mình chụp mình đây mình chụp nè thì nó sẽ cho phép mình những cái này nè ở bên đây là elegant nè rồi đây là foxy nè đây là ferry ở đây nè nó đó. Đó nhiều, nhiều nhiều cái nhiều cái chế độ lắm thì cái này nó áp dụng đối với các bạn là chụp ra cái ảnh nó sẽ uh, kiểu này kiểu nọ ha, nó ma mị hơn nè, đó. Ví dụ như mình chụp chân dung nó có cái viền viền trắng bên ngoài, qua đây là nó hơi cái viền đen bên ngoài nè. Qua đây một cái kiểu khác nè, nó làm cho cái màu ảnh nó nó độc lạ hơn đó. Thì các bạn chọn đây nhé Nó là Selfie Selfies này thường áp dụng đối với chụp người nha, các bạn thấy cái hình người nè. Qua đây là chữ Timeless nha. Timeless ở đây nè khi mà các bạn bấm vào chọn time lapse á thì mình bấm lên đây đó là nó cho phép mình cài đặt time lapse nè đó ở đây mình cài đặt là uh, interval là số thời gian lập thời gian lập tức là thời gian mình mình uh, chụp <laughs> thời gian nó nó, nó chụp tấm nó tắt chụp tấm tắt rồi đó qua đây là tổng thời gian thì cái này á cái chỗ mà time lapse này nè lapse này á cũng như mà khi mà các bạn chọn nhau best shot mà best shot mà ở đây nè từ cái số số 5, số 5 nè, số 6 là số 7 nè, số 8 là số 9 là số 10 nè. Từ số 5 cho tới số 10 là nó giống nhau. Mình sẽ có clip giải thích riêng các bạn xem clip đó giúp mình nha. Qua đây nè, chế độ uh, SR, SR là chế độ tự động thôi, chế độ chụp ảnh xin uh, tự động tức là chuyên biệt. Ví dụ như mình chụp uh, macro nè. Mình bấm đây nó tự hiểu cho mình là macro, các bạn thấy trên màn hình nó có hình cái bông hoa nhỏ nhỏ đây nè, là macro đó, tự động thôi, nó không vấn đề gì. Cái, cái chỗ này thì các bạn có thể đây cũng được hoặc là chế chuyển qua chế độ chữ B màu trắng này vẫn được ha. Nó giống nhau thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói uh, chuyên sâu về cái chỗ mà Petshot này nè. Petshot này là Pet shop gọi là các chế độ chụp ảnh chuyên biệt được nhà sản xuất thiết lập sẵn. Mình bấm vào đây thì nó sẽ cho mình ở đây. Các bạn thấy trên đây là nó có trong cái máy này nó có khoảng là 31 32 chế độ Pet shop Chế độ chụp ảnh riêng biệt á thì cái dòng đầu tiên này là giống như là chụp trẻ con đang chơi nè cái này là quay phim nhá quay phim một cái đoạn phim mà trẻ con đang đang nhảy chạy nhảy chơi đùa nè đó mình bấm qua đây là giống như là xin lắp là trong cái phòng thí nghiệm đoạn phim nha, tạo cái đoạn phim trong phòng thí nghiệm rồi qua đây là tạo cái đoạn phim mà school ya là ở ngoài trường học chụp nó rất là chi tiết nha à, qua đây là school ya nhưng mà backlight là ngược sáng mình chụp ở ngoài trường học nhưng mà ngược sáng chụp ở một nơi cái 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 một cái nơi cái phong cảnh rất là rộng rồi qua đây là interval interval là tạo một đoạn phim thì mình đã giải thích rồi chứ từ cái chỗ một số năm nè cho đến cái một số 10 này thì các bạn xem một cái clip riêng mình giải thích riêng nha qua này là overhead camera là chụp chụp ảnh hoặc là quay phim từ trên cao xuống <laughs> tức là ví dụ như mình để cái máy trên cao này mình làm đây nè nó áp dụng đối với các bạn mà um, um, review sản phẩm đó ví dụ như mình đang quay phim mình đang dễ, làm clip hướng dẫn sử dụng này thì cái máy camera camera mình mình để trên và mình đang quay này. các bạn thấy giống như là từ trên cao nhìn xuống á thì cái chức năng này nó sẽ nó sẽ mình sẽ có sử dụng một sợi dây một cái sợi dây để mình kết nối từ cái chỗ cổng HD này, này ra một cái máy tính nha hoặc là một cái màn hình để mà mình quan sát nó dễ hơn á từ trên xuống mình qua đây là chụp mà giống như là bấm này mình chụp nè Dùm biên tạo nó zoom lên vậy đó Rồi mình xuống đây là Chip shot Rồi qua đây là chụp HS Nysin Nysin là phong cảnh HS là chụp uh, tốc độ cao nha HS là high speed đó. Rồi qua đây là chụp người và phong cảnh vào ban đêm Đây là chụp uh, phong cảnh vào ban đêm Đây là HDR là chụp cái giải rộng Chụp nơi ánh sáng có chênh lệch nhiều qua đây là anti shake là mình chụp có chống rung khi mà mình chụp những cái zoom uh, xa, zoom xa có chống rung nha. Rồi đây blur, background rất là ừ, chụp làm cho cái hậu cảnh nó mờ đi gọi là chụp giống như là chụp số phong đó. Qua đây là chụp có tiền cảnh nè. Rồi qua đây là slide panorama là à, chụp ảnh mà nhiều ảnh ghép lại tạo nên cái ảnh panorama. Qua đây wide shot là chụp ảnh góc rộng mà giống như chụp tòa nhà như kia. <laughs> qua đây chụp chân dung chân dung rồi đây là phong scenery là phong cảnh nha ở đây là chụp uh, portrait với scenery là vừa chân dung vừa phong cảnh qua đây là chụp trẻ con qua đây là chụp trẻ con đang chơi đùa chụp thể thao này kia đó sport di chuyển nè trẻ con đang di chuyển qua đây là chụp ánh sáng đèn cày ánh sáng đèn nến ở đây là flower là bông hoa đây là chụp đoạn văn bản đây là tạo cái đoạn phim tạo cái đoạn phim như... ha rồi đó là những cái chế độ chụp ảnh best shot thì máy này mình thấy rất là hay, rất là hay chỗ mà uh, cái một số 5 cho đến cái một số 10 đó là chụp chụp ảnh rồi hình xem lát interval với xem lát nè. Uh, rất là hấp dẫn luôn ha thì các bạn xem cái clip riêng giúp mình. Thì đây là các chế độ chụp ảnh chuyên biệt cơ bản là mình thấy rất là mạnh mẽ, nó nhiều chức năng lắm. Thì có một số bạn sẽ so sánh cái máy này với những cái máy khác thì thực ra nó chỉ nó giống nhau hết à, nó chỉ những cái máy khác mà nó có màn hình lặt cũng có chức năng wifi giống giống cái kiểu dáng giống giống như nè chức năng nó giống nhau hết thôi chỉ khác nhau một tí xíu thôi nha đó là vấn đề về chức năng của máy thì bây giờ mình sẽ chuyển qua chế độ setup setup là cài đặt bên trong nha thì các bạn bấm vào chỗ mình giữ menu nè bây giờ mình chuyển chế độ chữ B đi rồi bấm giữ menu đi nó có hai cái phần nha phần trên phần dưới nè trên này đầu tiên đây này, này là cái chữ CS này là continuous shooting là chụp ảnh liên tục mình bấm up hoặc là liên tục này AF setting là on á mở lên á nếu như các bạn chọn nó mở nó lên mình mở chế độ mà chụp liên tục đây là nó sẽ báo cho mình biết đây là chữ AF là chữ B nó sẽ có những cái cái ô vuông chồng 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 lên nhau đó là chụp nhiều tấm liên tục đó như dùng bấm nè rất nhiều phải không gạch luôn nó rất là rất là nhiều nó là chụp ảnh liên tục và nó sẽ lưu vào đây nên nó làm việc hơi chậm tí xíu nha thì cái chức năng mà chụp liên tục này thì thực sự mình cũng ít có xài lắm nó sẽ báo cho mình biết là 5 frame trên dây nè rồi tốc độ chụp là 30 mươi ha đó rất là nhiều rồi mà mỗi một chữ menu đây mình bấm này high speed là tốc độ cao chụp liên tục mà tốc độ cao nó chụp nhanh hơn nữa nha còn bình thường nếu như các bạn chụp ảnh bình thường thì các bạn chọn là cho bình chữ ốp nha. Rồi xuống này máu sinh shutter, máu sinh là giống như là di chuyển đó. Nó sẽ có là chụp là theo kiểu là 180 độ. Tức là mình để cái máy này mình chụp nè, mình chụp xong mình xoay xoay xoay, 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 như thế này nó sẽ tạo lên một cái đoạn phim hoặc là đoạn mà mà 180 độ nha rồi xuống đây là chỉnh thời gian qua đây là mấu sinh position là theo kiểu là xây uh, um, như thế nào xây qua trái qua phải hoặc xây lên xây xuống nè rất là nhiều thứ đây ha thì các bạn nghiên cứu thêm nha cơ bản máy này rất là mạnh mẽ nó mấu sinh sector đó rồi xuống đây là front shutter là cái nút nút trước này nè front nó đó nó cho phép mình là stand là tiêu chuẩn hoặc là af lên lấy nét hoặc là chụp selfie hoặc này chụp liên tục nó rất là nhiều còn nếu các bạn không sử dụng các bạn chọn chữ ốp Còn nếu các bạn sử dụng thì mình nghĩ là các bạn chọn chữ standard là được rồi Standard tiêu chuẩn nó giống như cái nút trên này thôi Bấm bình thường thôi ha Khi custom này là cái nút mà NLR nè Và cái dòng dòng xây ha Cái dòng xây này mình mình muốn xây thì mình chọn đây Xây nó sẽ có chức năng chỉnh đây nè Nó giống như cái, cái NLR này luôn thì các bạn nhớ xem cái clip là hướng dẫn nút NLR ha Thì các bạn sẽ hiểu các bạn nhớ xem nút ăn cái clip mà hướng dẫn nút lr cũng như cái nút hình tròn đây này cũng giống như nút lr thôi rồi um, các bạn bấm xuống đây là save time là chụp hẹn giờ chụp hẹn giờ ba lần 10 giây hay năm hai giây gì nè mình đã giải thích rồi ở bên ngoài đó exposure là bù trừ sáng nha nó cũng tăng giảm là bù trừ nè đó, tăng giảm bù trừ đây nè nó mình đã giải thích rồi rồi mình xuống đây quay ba lăng cũng đã, giải thích rồi ha quay ba lăng là cân bằng sáng ý là cân bằng trắng trong nhiếp ảnh nha mình có thể chỉnh quay ba lăng đây nè rồi mình xuống đây iso mình cũng đã giải thích rồi ở bên ngoài đó iso là chỉnh iso cho máy này là giới hạn iso cao thì các bạn có để là auto nha af area là lấy nét cũng giống như thế thôi lấy nét đa điểm nè tracking nè và Intelligent là lấy nét thông minh thì mình thường mình chọn là một là thông minh hay là multi nha các bạn chọn cái nào cũng được Face Detection là nhận diện gương mặt thì các bạn chọn on là mở chế độ nhận diện gương mặt Makeup là chế độ mịn da xuống này là Continuous AF là lấy nét liên tục ha các bạn có thể chọn chữ on hoặc chữ on hoặc off thì khuyến khích là các bạn chọn chữ off đi Metering là đo sáng nhé đo sáng nó có đo sáng ba cái là đo sáng spot center way và minty thì các bạn chọn minty các bạn chọn cái nào cũng được nha Center cũng được, là Menti cũng được nhưng mà mình thích thích chọn là Menti. Andy Sack này là mở chế độ chống rung nha. Chống rung là up và tắt chế độ chống rung, standard là chống rung tiêu chuẩn, strong là chống rung mạnh hơn. Image size là chất lượng hình ảnh thì nó có là 16MP, chứng 32, chứng 16 megapixel và chuẩn 32, chuẩn 169. Chụp ảnh 10 megapixel, chụp ảnh 3 megapixel thì các bạn chọn số 16 này là chất lượng cao nhất. Image e quality này cũng là chất lượng hình ảnh này. Các bạn chọn là normal là bình thường File là tốt hơn thì Các bạn nếu mà muốn chụp ảnh chất lượng cao Chọn là file ha. Movie là chế độ quay phim Quay phim nó có những cái chữ quay phim này là Chất lượng quay phim nè Thì các bạn chọn cái dòng cao cao trên này là, Quay phim chữ full HD là chất lượng cao nhất của cái máy này á Lighting này các bạn chọn on nha Sắp bên này là tăng cường về độ nét Saturation là tăng cường về màu sắc Hình rác là tăng cường về độ tương phản các bạn muốn tăng cường màu sắc á, thì bấm dấu cộng mà muốn giảm thì bấm dấu gì hướng dấu trừ nha bấm dấu về hướng dấu trừ nè bình thường các bạn chọn giá trị là không là được Contract là độ tương khoảng nha tăng cường độ tương phản flash là tăng cường đèn led zoom sr này là cũng thế thôi thì các bạn chọn là single này zoom digital này các bạn chọn là on af assist line này các bạn chọn là on nha là cái đèn khi mà cái đèn lấy nét á rồi Wind noise cut này là um, chống ồn chấm à, chống ồn khi quay phim đó, các bạn có thể chọn là on để mở cái chế độ chống ồn khi quay phim review là xem là hình ảnh sau khi chụp nó có ba cái loại nè một hai ba các bạn có thể chọn cái nào cũng được nha chọn một chọn hai chọn ba gì đó rồi mấy cái này thì bình thường các bạn không cần chỉnh đâu rồi mình chuyển xuống đây là uh, sitting sitting eco mode là chế độ tiết kiệm pin ở trong máy này thì nếu như các bạn chọn on nó sẽ tiết kiệm pin còn off là bình thường scream này là độ sáng màn hình nó có là cấp 1 cấp 2 nè hoặc là trừ là nó giảm cái cái độ sáng auto là độ sáng tự động thì khi mà các bạn chọn giảm độ sáng đó, thì đồng nghĩa với việc là nó ít tiêu tốn pin hơn thì mình sẽ sử dụng pin được lâu hơn cho một lần sạc sau là chỉnh về âm thanh nhé âm thanh khi start up là âm thanh khởi động hấp thay là âm thanh khi mình bấm nửa nút chụp shutter là âm thanh khi mình bấm nút chụp đây là âm thanh nội bộ âm thanh khi chiếu lại này kia âm thanh trong máy này kia đầy đủ này các bạn có thể chỉnh đây nha red folder là tạo thư mục stem này là hiển thị cái ngày tháng lên trên ảnh các bạn chọn à, đây là hiển ngày bây giờ đây là hiển thị cái 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 ngày thôi ốp là tắt auto rotate là tự động xoay ảnh ví dụ là ảnh chụp xoay dọc xoay ngang này nè xoay dọc nè xoay ngang nè nó là auto rotate nha các bạn có thể chọn là on final là tên file các bạn cứ để tự nhiên là continuous nha sleep là chế độ ngủ mình chọn một min là một phút tức là cái máy này ví dụ như mình không sử dụng là sau một phút nó sẽ tự động tắt cái màn hình này để tiết kiệm pin auto power up là tự động tắt máy khi không sử dụng thì các bạn chọn 2 min thôi là 2 phút tức là cái máy này mình không sử dụng thì sau 2 phút nó tự động tắt mình thục cái ống kiến này vô luôn để tiết kiệm pin Scream Sheet này là mà các bạn chỗ này các bạn chọn là up đi nha mình sẽ giải thích riêng về chỗ screen tiếp này nút play này cũng vậy luôn nút play này các bạn chọn là là up nha delete key delete key là chức năng xóa nếu như các bạn chọn Enable nó sẽ cho mình xóa Còn nếu các bạn chọn Disable nó không cho mình xóa nha Thì các bạn chọn Enable để mình xóa Work Time là thời gian quốc tế Adjust là chỉnh thời gian Chỉnh thời gian là ngày, là tháng, nè năm, nè giờ, nè phút nè Đây là 24 giờ hoặc là 12 giờ Sau đó mình bấm nút Apply Ok Rồi tới đây là Dex time. Dex time, này là uh, hiển thị cái ngày giờ, hiển thị cái cái year này. cái y này là là cái năm đứng trước. Uh, M là cái tháng đứng trước và đây là cái ngày đứng trước vậy đó. Đây nè, nó có ba ba cái chọn nè. Language là chỉnh ngôn ngữ á, thì máy này có ngôn ngữ tiếng Nhật và tiếng Anh thì các bạn chọn English là tiếng Anh nè. USB này các bạn cứ để tự nhiên này ha. HDMI out này các bạn chọn là auto hoặc là các bạn chọn cái số uh, các bạn có thể chọn auto hoặc là chọn là 1080 format là format là thẻ nhớ thì khi mà các bạn thực hiện cái lệnh format thì tất cả những dữ liệu trong cái thẻ nhớ nó sẽ bị mất hết nha nếu như các bạn muốn format mình bấm nút ok sau đó mình chọn lên format bấm nút ok nữa thì nó sẽ format reset là reset lại những cài đặt ban đầu của nhà sản xuất thì khi các bạn chọn reset này thì nó sẽ trở về giá trị ban đầu rồi thì mình vừa hướng dẫn các bạn rất là đầy đủ, rất là chi tiết về những cái phím bấm chức năng trong cái máy này rồi nha. Thì còn một phần nữa là là đây là wifi, các bạn bấm ở đây nó sẽ cho phép mình wifi. Wifi thì nó ở đây là send to phone là gửi hình ảnh lên điện thoại. Pairing là để dành kết nối. Shot là điều khiển nha, điều khiển sử dụng điện thoại để điều khiển máy ảnh. Này là setting là cài đặt. Cài đặt thì nó có là chế độ là uh, chế độ máy bay nè, rồi auto là tự động nè, rồi location là um, địa điểm, Đó, đây là những cái cài đặt, thì mình sẽ có clip giải thích riêng về vấn đề cài đặt uh, wifi nhé, mình sẽ có một cái clip giải thích riêng cho các bạn để mà cài đặt wifi Rồi thì mấy chức năng này hết rồi thì các bạn uh, đều khó nghiên cứu và tìm hiểu về máy này và sử dụng máy nhé. Máy này rất là mạnh mẽ, rất là nhiều chức năng thiết kế đẹp và... chức năng rất là mạnh mẽ, rất là rồ luôn á. Rồi, ok chào các bạn nha. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một cái clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn mình tên là máy ảnh Lý Biêu. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là máy ảnh Lý Bill luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín rất là chuyên nghiệp mình có bán máy ảnh phim máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi khi các bạn có mua máy bên kênh của lý biêu á thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn gồm có máy pin sạc pin thẻ nhớ đầu đọc thẻ nhớ dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng Thông qua cái kênh YouTube của mình đó, thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc, là uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hết thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình đó, nếu thấy sự uy tín của mình đó, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanh trên YouTube nhé. Ok, mình là máy ảnh Biêu, Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.